Đây, cái lợp các bạn ơi. Cái lợp khổng lồ các bạn ơi. Cái lợp này mấy mét mà? Cái lợp có chiều dài là 3,2 m các bạn, còn đường kính của nó thì chắc hơn mét đó các bạn. Đây là thuê người ta làm, còn vật tư là của mình. Đây, cái lợp. Đây chỗ mà mình trút cá ra đây các bạn. Đây. Đây là cái túi để mình cái lỗ để mình trút cá ra nè các bạn khi mình thâm lợp á. Lợp này nha các bạn ơi. Hiện tại em nó đang đăng ở dưới sông các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị khiêng cái lợp nha các bạn ơi. Mời các bạn theo mình nha. Hôm nay đi đặt cái lợp cho các bạn ơi. Trời cũng chuyển mưa rồi các bạn ơi. Bánh đăng xong chưa? Đăng xong chưa? Còn lâu mới đặt lợp hả suốt hả bà không có bản hay gì đó, mình đặt cái lợp phía bên đó đó các bạn ơi, phía trước máy quay mình nè các bạn. Đây mấy cái tre này để mình làm cái dàn đăng đó các bạn, đủ tre làm không? Này cầm nhà đang cầm khích 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 làm cái đăng cái gì phải không? Hả? Văng lưới hả? Trời chuyển mưa các bạn ơi. Âm mưu hồi nãy trên đường về thì xém nó bị mắc mưa các bạn ơi. Sáng dở dớn chưa? Ngồi đi dở dớn luôn nha các bạn ơi. Đặt cái lợp xong rồi đi dở dớn luôn. Rồi xong chưa? Còn lâu không? Ông gãy cái lợp xuống rồi mới đăng được. Rồi hồi đặt cái đem cái lọc đi hết đây không? Cái này em đang làm dàn đăng trước rồi mới đặt cái lọc sau nha các bạn ơi. Rồi giờ mình tạm thời mình tắt ở đây nha các bạn. Cái hồi mình đem cái lọc xuống đặt thì mình quay cho các bạn xem. Để mình quay sơ một cái ít phút trước cái khung cảnh nhà dưới quê của mình cho các bạn xem. Có trồng cái hàng cao nè các bạn, nhìn thấy cũng đẹp. Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình khiêng cái lạp xuống xong để mình đặt các bạn ơi. Sáng giờ mình em với ba mẫu mực của mình đi đăng rồi giờ mới khiêng cái lạp xuống nha các bạn ơi. Không được đâu, nó bị kẹt. Nó bị kẹt, cái cột. Cái lọp này khá bự nha các bạn ơi. Này chắc cỡ 3 mét quá, về dài 3 mét, bề hoành chắc mét mấy các bạn. Dài 4 mét hả? Dài 3 thước 2 nha các bạn ơi.
Cái lợp là hai người khiêng nha các bạn, lợp khủng. Đang khiêng xuống xuống xuồng để đi đặt nha các bạn ơi. Cái lợp này mà cá nó chạy không biết nhiêu cá cho đủ nè các bạn ơi. Quá xá cái lợp. Rồi giờ mà các bạn theo mình nha, khiêng cái lợp đi xuống đặt các bạn ơi. Trời cũng đang mưa rồi các bạn ơi. Mưa lâm râm. Đó, cái lợp đây các bạn. Đây, các bạn thấy cái lợp chưa? Quá xa cái lợp luôn. Cái này chiếc xuồng nó cũng hơi nhỏ, thành ra cũng hơi vất vả các bạn ơi. Trời, mưa lâm râm hoài các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình khiêng xuống xuồng nha các bạn. Ba mình với em mình khiêng cái lợp xuống xuồng để qua bên sông mình đặt các bạn ơi. Các bạn thấy cái lợp quy mô không? Đây, cái đường xuống thành hơi hẹp các bạn ơi, hơi chật tại trồng cây nhiều. Gướng rau dừa không? Dính cây mai này nè, cây mai nó móc là gách lính nè. Này dướng cây các bạn ơi. Khi gì mình điệp tết về ở cây mai về quan bên dịch vậy là gách lứ. Gỡ cây mai các bạn ơi, trúng cây mai. Xíu qua bên kia ở. Rồi. Dính vô cái dừa. Rồi, xuống xuồng được rồi nha các bạn ơi. Cái xuồng nhỏ quá, xuống cái xuồng cái hết cái xuồng luôn rồi. Đó, cái xuồng xuống cái khẩm cái xuồng luôn rồi các bạn ơi. Đi đâu hả? Ừ. Đi không được đâu, đi lắc văng xong. Tại vì vậy đưa đây xuống chống cho rồi. Ủa? Xuống sau lái này được không? Xuống nổi không? Đây, cây lợp xuống. Cái lợp xuống xuồng cái là khẩm cái xuồng luôn các bạn, do cái xuồng nó nhỏ các bạn. Xuống được không? Vậy bơi cái mũi để đưa quay xuống cái lái chỗ ba kìa. Vậy vô kê sát cho bà nè.
Rồi giờ mình đang chở cái lợp qua bên chỗ đặt nha các bạn ơi. Cái lợp xuống ghe ăn cái ở xuống xuồng cái nó bị hiêu á các bạn, nó lắc qua lắc lại. Trời vẫn còn mưa các bạn ơi. Tới bà là dựa vô bà là hết lắc rồi. Cua ốc hay vậy? Trời, tới châu đặc rồi nha các bạn ơi. Về cho cái lọp xuống hay gì? Ừ. Thì nhắc cái lọp xuống đi. Chưa lui xui để bà nhắc buông gì xuống này chứ, nhắc buông cái ra, buông cái vỏ ra đi. Gì vậy? Cho nó ra xíu lăn xuống cái lọp mới vừa. Rồi như chống vô xíu. Là cái lọp nằm đây phải không? Ừ. Chống mũi vô. Ép mũi vô đi. Chào xuống. Rồi dựng ra. Rồi. Rồi bắt bằng rồi. Này giục xuống đi. Dính cây liễu kìa, dính đi. Cây trong bờ kìa. Dính cây trong bờ. Cây đó dính. Dính rồi thấy không? Con nó rồi. Trời nó này. Dính cái giáp, dính cái giáp. Trời, hả lọp xuống rồi nghe các bạn ơi. Ôi sâu dữ vậy đó hả? À, đang cầm cây dưới gia cố cái lợp cho nó im nha các bạn, cá nó dễ chạy hơn. Dưới đang làm cái dàn đăng phía ngoài, mới làm được cái dàn đăng phía trong mà các bạn ơi. Cũng còn lâu lắm, chắc mình cũng xin kết thúc cái video đây các bạn ơi. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thank you.
Thank you.